Nếu lấy nhau là về quê ở luôn ha. Dạ, em không thích sống ở quê. Sao vậy? Dạ, tại vì cái nghề này về quê làm không có được. Ở dưới quê người ta có năm trời người ta mới đi làm một lần. Tại vì người ta đi ruộng suốt à. Trời ơi, Đắk Lắk sao đi ruộng? Ta đi ruộng đi rẫy suốt à. Wow. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Sơn, năm nay 26 tuổi. Em hiện giờ đang là tài xế cũng như là quản lý một cơ sở sản xuất nước khoáng đóng chai tại Đắk Lắk. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Linh Linh và anh người chơi bên đó chẳng gì khán giả. Vâng, chào em. Dạ. Dạ em tên là Quanh. Quanh. Quanh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi. 26 luôn. Quê em ở Gia Lai, hiện em đang làm thợ tóc ở trong này. Quê thì ở Gia Lai mà sinh sống làm gì trong này luôn? Dạ. Nhưng là mình có tiệm riêng hay mình đi làm thợ cho dạ, người ta? Em làm cho chủ. Làm cho chủ. Mình có thời gian để đi hẹn hò không? Dạ, có nhưng mà đi chơi hơi muộn. Mình làm tới mấy giờ thì mình nghỉ? Dạ, 9 giờ tối. 9 giờ tối có nghĩa là giờ hẹn hò đi chơi là phải đi sau 9 giờ. Dạ. Cái ưu điểm của em là gì? Em thì tính thì luôn có trách nhiệm trong công việc. Nhưng mà có cái lúc ai mà làm không có nghĩ là hãy cằn nhằn lắm. Vậy còn cái điểm yếu của mình, khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm á hả? Thì nói chung là nói hơi nhiều. Nói nhiều? À. Bạn có thích gái nói nhiều không? Dạ, nếu mà nói nhiều ấy thì không sao, nhưng mà đừng có cằn nhằn là được đấy. Bạn ở quê ở Đắk Lắk hả? Dạ không ạ, hiện tại em đang công tác ở Đắk Lắk và quê ở Thanh Hóa, em sinh ra lại ở Tuyên Quang. Nhưng mà vào Đắk Lắk là ở ngoài Đắk Lắk luôn là quản lý cái cơ sở nước khoáng đó của bạn hay là bạn làm quản lý thôi? Dạ em làm quản lý mà cũng chung vốn với lại anh trai. Có cổ phần. Dạ. Anh trai anh ruột của em. Dạ vâng. À, như vậy kinh tế cũng ổn định chứ nha. Dạ. Ủa nhưng mà xa lắm phải không anh Linh? Đắk Lắk thì vào đây thì cũng vài trăm cây số. Nhưng mà cô này ở Sài Gòn nữa, Đắk Lắk. Cô kia ở Gia Lai mà. Gia Lai là quê thôi. Gia Lai thì Đắk Lắk thì cũng gần nhau anh ạ. Đúng rồi. Cô chỉ vào Sài Gòn làm việc thôi mà. À, vậy là nếu lấy nhau là về quê ở luôn ha. Dạ, em không thích sống ở quê. Sao vậy? Dạ, tại vì cái nghề này về quê làm không có được. Ở dưới quê người ta cả năm trời người ta mới đi làm một lần. Tại vì người ta đi ruộng suốt à. Trời ơi, Đắk Lắk sao đi ruộng? Ta đi ruộng đi rẫy suốt à. Giờ nó phát triển lắm mà em. Dạ. Em thích người phụ nữ như thế nào? Thì em thích người phụ nữ có cá tính. Cũng phải có một chút gọi là quyết đoán nữa. À, bạn có nói được, bạn có làm được hay không? Nói chung ai cũng mong muốn là có một người con gái đoan trang, thùy mị. Rồi còn gì nữa? Cao thấp? Nói chung là cao khoảng 1m60 trở lên và có vốn nấu ăn. Em cao mét mấy? Dạ em có cao 1m75 thôi chị ơi. Mét 75 hả? Ủa em cao mét mấy? Em cao có 1m50 à. Có 1m50 à, được không? Được mà. Dạ nói chung là có thể nhích lên nhích xuống chị ơi. Nhích lên gì được, chiều cao ta là vậy được chứ nhích gì được. Tiêu chuẩn của em có thể nhích lên nhích xuống đó chị. À. Ủa mà trước này em có mối tình nào chưa? Dạ em có 2 mối tình. 2 mối tình, chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng được 3 năm rồi. Trong 3 năm nay là không có đối tượng nào theo đuổi luôn hả? Có, nhưng mà tại vì công việc của em ở suốt trong tiệm á, thành ra nhiều lúc người ta rủ đi chơi mấy lần mà đi không được, thôi người ta bỏ cuộc luôn. À, chà giờ cũng khó quá, hẹn hò thì cũng khó. Nhưng mà có đặt ra cái chuẩn người đàn ông của mình là như thế nào không? Thì nói chung hồi đó thì biết quan tâm, chăm sóc và chia sẻ được, thông cảm công việc của em làm là ok rồi. Nhưng mà bây giờ cái cặp đôi này hẹn hò khó khăn quá anh Linh ơi. Cô đặt này bây giờ thôi. Cô làm suốt ngày từ xa, cô ở trong tiệm tóc luôn rồi làm từ sáng đến 9 giờ trời tối. Em, ở trong tiệm tóc luôn vậy đó hả? Dạ. Ví dụ giờ cái người yêu em, ta có công việc ổn định ở Đắk Lắk, về quản lý cái hãng nước khoáng đó, nước suối đó. Xong ảnh chạy xe, rồi ông thậm chí mở cái tiệm. Cho em mở cái tiệm muốn tóc trên đó cho em. Ở Đắk Lắk luôn. Chịu không? Dạ được. Dạ được. Trời ơi, có gì đó thôi mà. Thì đó, đơn cái giản, đó phải để đàn ông thuyết phục chứ em nói sao được à. Bây giờ có cái điểm... mở tiệm uống tóc, làm tóc cho cô ấy không? Có. Có luôn hả? Dạ. Nếu anh và em đến với nhau thì em sẽ có một tiệm uống tóc. Mà tiệm làm tóc thì em có chịu không? Dạ được anh. Dạ được. Giờ không cần đặt tiêu chuẩn gì luôn hả? Tình yêu ấy ghê không? Đưa ra quá chừng tiêu chuẩn luôn, cao 1m7, 1m6 gì đó, cuối cùng là không cần tiêu chuẩn gì hết. Cái điều gì em không thích ở người đàn ông, để chị qua coi mặt cho dạ, em nè. Không thích hả? Nói nhiều, nóng tánh. Nãy giờ anh là thấy có nói nhiều không? Dạ không. Ngoài ngoại hình? Không, hút thuốc. Ngoại hình thì cao 1m65 trở lên được rồi. Em có hút thuốc không? Chị thích em rồi đó. Dạ, em có hút thuốc nhưng mà nói chung có thể bỏ được chị ạ. Đó, thấy chưa? Rất là quyết liệt luôn.
mình lấy nhau ra Đắk Lắk ở là mình ở chung gia đình cha mẹ hả, hay là mình... Dạ không, em đang làm ở đó thôi chứ còn ba mẹ em vẫn ở Tuyên Quang. Nhưng mà giờ cái chỗ ở Đắk Lắk là có nhà cửa gì chưa? Hiện tại thì có nhà rồi chị. Nhà của ai? Nhà của anh trai, em đang gọi là công tác và ở nhờ đấy. Nhưng mà mốt lấy nhau là ở nhờ luôn hai chồng hay là... Dạ không, chứ cái này thì mình cũng phải tính chuyện ở riêng chứ chị. Ta có cổ phần trong công ty rồi, giỡn hoài. Thì phải hỏi cho rõ nè. Cô này cô đang ở Sài Gòn, cô làm việc, rồi em ở trên Đắk Lắk. Mình có thể sắp xếp thời gian để gặp nhau, hoặc là mình xin nghỉ để dành cho nhau. Nghỉ là mất sở hữu của người ta đó. Người ta làm tóc mà nghỉ ngày là mất sở hữu của người ta. Nhưng đồng ý mỗi tháng vô thăm cổ một lần không? Dạ được. Bây giờ bạn nữ người ta, phụ nữ ai cũng muốn nhõng nhẽo, dù khi người ta bệnh hay người ta mệt gì đó, rồi cái tối người ta muốn anh ơi vậy đó, mua cho em tô bún tô phở gì đó, rồi em ở xa quá rồi những khúc đó rồi làm sao? Thì lúc đó thì nhờ bạn kế bên. Hả? Đúng rồi. Nhờ ai? Ví dụ bạn gái kế bên. Được, tôi thích bạn rồi đó, rất là quyết liệt. Phải cô gái mới vậy mới được chứ. Nhưng mà bây giờ thì hỏi thiệt em nè, nếu như nãy giờ anh nói vậy rồi đó, bây giờ trường hợp ví dụ lâu lâu anh xuống đây, một tháng anh xuống một lần anh chơi với em, thì em có xin chủ để đi chơi rồi để tìm hiểu nhau được không? Không, giờ phải có sao, hỏi thăm chị chủ ơi, hôm nay có bà chủ em đi với em không? Dạ có ạ. Có hỏi luôn, trời ơi. Chủ đâu ở xanh à? Chào chị. Đó, có bà chủ quyết định luôn nè. Đó, tình yêu là do chị quyết á, chị cho đi mấy ngày tuần. Trước tiên là chị thấy anh bên đó được không? Cũng được chị. Thí dụ lâu lâu em trai này vô một ngày thì em cũng sẽ sắp xếp cho bé Oanh để nghỉ một ngày. Vậy thí dụ đám hỏi cho nghỉ mấy ngày? Đám hỏi thì em cho nghỉ nguyên tháng luôn. Tại lúc đó em tìm thở khác rồi. Trời ơi, thấy chưa? Giả dụ em và Oanh quen nhau thì em có thể về gia đình Oanh xin ba mẹ cho hai bọn em tiến tới. Thì lúc đó chị có thể sắp xếp thời gian cho bọn em không? Được chứ, tại vì cái chuyện đó đã chị cho bé Oanh hôm nay đến đây. Thì dạ, cái chuyện để hẹn gặp nhau với em thì đương nhiên là chị phải quyết định cho bé Oanh nghỉ được chứ. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Ủa, hiện giờ là ba mẹ em ở đâu? Dạ, ba mẹ đang ở quê ạ. Ba mẹ em ở quê là làm gì? Dạ, mẹ thì ở nhà nuôi heo. Ba thì làm rẫy cà phê. Kinh tế có ổn định không? Dạ, kinh tế thì bây giờ nói chung nó cũng hơi xuống. Cho nên là em phải giờ em vừa đi làm mà phải vừa lo cho ở nhà. Em của em mới đi học ra trường. Em đi làm là em lo cho em đi học luôn. Dạ, rồi phải nếu mà dư thì gửi về quê cho mẹ nữa. Cũng vất vả quá ha. Thôi hy vọng rằng có anh ấy anh mở cho em cái tiệm tóc cho em đỡ gần nhà, vừa về chăm sóc ba mẹ được. Dạ. Đó, mà đã vậy là có cái công việc mình làm ổn định nữa. Rồi, bây giờ kéo màn lên. Các bạn có 2 phút để nhìn nhau, trao đổi với nhau và quyết định. Dạ, em chào anh. Chào em. Dạ. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Nếu mà có người mà chăm lo cho cuộc sống của em cũng như là tương lai của em thì em nghĩ như thế nào? Dạ được. Nếu mà anh có thể chia sẻ được, lo được cho em thì em ok. Anh nói thêm với em ấy là công việc của anh ấy thì nó cũng khá là bận rộn. Anh có thời gian dành cho em thì lúc đó em có thể thu xếp thời gian dành cho anh được không? Dạ được. Nếu mà em và anh đến với nhau thì anh nghĩ hy vọng là mình hợp nhau. Dạ. Bạn nữ là còn phải lo cho em, lo cho ba mẹ ngoài quê nữa, bạn có ngại gì không? Thì em của anh thì cũng như là em của em thôi. Cái vấn đề đấy thì em rất tôn trọng. Hồi nãy em nghe nói anh có thuốc hả? Anh có thuốc. Anh có thể bỏ thuốc được không ạ? Thà bỏ thuốc chứ không bỏ vợ. Dạ. Cảm nhận của em như thế nào về một người mà có nghề nghiệp như anh? Nói chung thì em thì không thích người làm nghề tài xế. Nhưng mà tại vì em nghe nói nghề tài xế làm đi hoài mà lăng nhăng lắm. Tại vì em hơi sợ. Nhưng mà anh làm việc hành chính. Tức nghĩa là làm trong ngày thôi chứ không có tăng ca. Nếu mà gọi là đi xa thì anh có thể gọi điện báo cho em biết. Dạ, ví dụ như mà quen nhau được rồi, cưới nhau về thì ở đâu anh? Ở nơi nào mà cái công việc của mình nó ổn định. Cái việc về quê đầu tư ấy, thì một phần là góp cho quê hương phát triển, một phần là để dễ chăm lo cho ba mẹ. Thì em muốn ở riêng thì được không? Thì nói chung gọi là chăm sóc ba mẹ thôi, chứ còn mình vẫn ở riêng mà em. Thì anh Quyền Linh cũng như chị Cát Tường nói là mỗi người bước chân lên chương trình thì đều gọi là cho nhau một cơ hội. Thì không biết
em có dành cơ hội đấy cho anh hay không? Anh đã chúc quán chung thì anh sẽ biết. Anh cũng như mọi người khác, anh đến đây, anh sẽ cho ai đó một cơ hội. Dạ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định Đắk Lắk và Gia Lai. Tuy 2 mà 1. 3 2 1 Rất là thiệt chứ, mình thích cái bạn này dễ sợ luôn. Bạn rất là quyết liệt luôn. Hồi đó giờ lên đây á, là toàn anh Quỳnh Linh với Cát Tường á, đề nghị nắm tay mới nắm. Và lần này vừa bấm chuông đứng lên là tự động qua nắm tay luôn. Thích bằng nữ chứ. Mình thích dạ, vậy. Hiện tại là nói chung là cảm xúc dâng trào nên là khá run. Tặng bạn vé xem phim để hai bạn có thể đi xem phim tìm hiểu kỹ hơn. Đây là quà tặng dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Em có thích đàn ông hói không? Hói hả? Bạn trai cũ em cạo đầu luôn. Cạo đầu là khác mà hói là cạo con dơ. Hói quá cho nên cạo luôn. Không được gì đúng không? Không sao, anh này chưa có hói mà tương lai sẽ hói. Dạ. Hói là mà hói. Em ít tóc chứ phải hói nè. Là mấy bóng hói đi. Hói bóng gì anh hói đâu? Dạ chị, còn có người mình có khuyết điểm gì nữa không? Nói thiệt đi. Cái điểm thì hơi giác thường tí. Thôi bỏ rồi đẹp. Em là Trần Hữu Hùng, hôm nay là 31 tuổi. 31 làm nghề gì bạn? Em làm quản lý một công ty bất động sản đó. Rồi, mình sẽ nghe bạn nữ bên kia giới thiệu. Em tên là Nguyễn Minh Hảo, năm nay 27 tuổi, hiện đang làm nhân viên phòng cung ứng vật tư ở công ty Century PepsiCo Việt Nam. Hả? Quê em ở đâu? Dạ, nhà em ở đây, nguyên quán ở Quảng Nam. Em có những cái sở trường gì không? Sở trường của em thì vui vẻ, tính hòa đồng, cũng thích mấy hoạt động ngoài trời, ví dụ như bạn bè, họp hành, cà phê, cà pháo, đồ này nọ. Những điểm yếu của mình? Hơi lười thể thao. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ hai chiều thì được 3 mối. Hai chiều còn một chiều? Dạ một chiều thì chắc nhiều lắm đó. Một chiều là chiều đi hay chiều về? Dạ cả hai luôn, chiều đi cũng vài cái, là chiều về cũng vài cái. Ở bạn trai bên kia sao? Em thì hiện tại được 2 mối tình rồi. Mối tình dài nhất là bao lâu bạn? 2 năm. 2 năm. Ủa quê em ở đâu vậy? Quê em là ở Nghệ An ạ. Nghệ An. Phải nghe cái giọng lạ lạ. Ở đâu bạn? Nam Đàn á. Nam Đàn là quê Bắc đúng không? Quê Bắc luôn ạ. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào từ năm 2004 đến giờ. Rồi bây giờ chuẩn bị nhà cửa gì chưa? Dạ cũng đang chuẩn bị. Được bao nhiêu phần trăm rồi? Được khoảng 40%. 40% còn 60% nữa là có nhà đúng không? Dạ. Rồi nếu như chúng ta lấy vợ thì mình sẽ cưới vào năm nào? Nếu được thì cưới năm nay luôn. Đồng lẹ vậy. Hello quá vậy. Bên kia nghe chưa? Bên kia nghe chưa? Dạ, khoảng nghe, khoảng 3 tháng nữa cũng được ạ. Mà sao nôn lấy vợ vậy? Ở nhà này cũng khoảng cứ một tuần là có bố mẹ cứ gọi vào nói là tình hình sao rồi con. Tình hình là con đang đăng ký chương trình thôi ạ. Bố mẹ bạn là vẫn còn ở ngoài quê hả? Dạ ba mẹ đang ở ngoài quê ạ. Bên này sao 3 tháng nữa đám cưới được không em? Dạ từ từ chị. Dạ em muốn bao lâu? Mình trả giá nói đi. Nói chung thời gian không quan trọng, quan trọng là hiểu thấy ok thì cứ. Vậy là hiểu 1 tháng cũng được rồi. Phải không? Dạ. Em ơi lấy nhau thì em muốn có mấy người con em. Dạ tùy hứng. Trời ơi rồi, cái tùy hứng này mệt rồi nha. Em gái bên kia ơi, em muốn mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em cần một người biết lo lắng cho gia đình chín chắn, cũng có thu nhập để có thể lo cho gia đình con cái. Về bản tính thì đừng có nổ, đừng có sĩ diện. Bây giờ tôi hỏi lại là 40% là chắc chưa hay là nổ? Chắc à. Chắc, cái này chắc thiệt. Tại vì em mấy mối tình của em thì cũng liên quan tới cái vụ nổ rồi cho nên là em biết ai nổ. Cái nổ ra còn cái điều gì mình không thích ở người đàn ông nữa không? Đừng có ham chơi quá, bạn bè rồi đi chơi đồ này nọ về trễ về khuya bỏ vợ con nhà thì em thích. Mình đi môi giới mà rồi mình có ăn nhậu hay đi chơi đêm hôm khuya rồi gì không bạn? Trước thì có nhưng mà giờ thì cũng hết rồi. Tại cũng bị đau bao tử nên là hạn chế không nhậu nữa. Cũng không tốt lành gì ha. Mình bác sĩ chê. Tại đau bao tử mới nhịn á. Bạn nữ mình có những cái tật xấu gì không? Mình cứ phơi bày ra hết. Dạ tật xấu của em thì nhiều khi cũng hơi khó tính. Nhìn cái gì cũng chê hết. Ví dụ như nhìn người khác thì thấy ui cái thằng này nó nhỏ tuổi quá, nó nít quá thôi không chơi. Rồi nhìn người kia thấy ông này ông già quá thôi không hợp. Rồi mấy người nữa thì nhìn mặt trai là dê quá thôi không thích luôn. Trời đất ơi. Gặp ai cũng chê hết trơn. Vậy là nguyên nhân sao em ế em biết không? Dạ biết. Nhưng mà sửa khó lắm chị. Mà thật sự bây giờ đã muốn lấy chồng chưa, hỏi thiệt. Thật sự là cũng ba má nhà cũng nôn, cũng hỏi hoài hả. Nãy giờ em cảm nhận anh bên đây thế nào? Dạ anh Vinh nói cũng ít quá cho nên cũng chưa đánh giá được gì hết trơn. Nó nói nhiều chút xíu đi em, nói nhiều lên chút xíu nói đi. Nói gì cho em Vinh nó cảm nhận được coi.
Nói nhiều là khác nha, mà nổ là khác à. Hát bài hay là đọc thơ là gì đi? Em hát một bài nhé. Bài đúng hát rồi bài đó. Bài đi, vỗ tay. Sử dụng rồi. Em không nhớ lời, em nhớ lời. Rồi vậy đi. Có chút bối rối, chạm tay anh rồi, vì anh đang mơ giấc dịu dàng. Có chút tan vỡ, chạm môi anh rồi, vì em yêu, chỉ yêu mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ, làn môi nhẹ nhàng, khi em yên say trong giấc. Hết ạ. Sao em cảm nhận được giọng nói, giọng hát ngọt ngào chưa? Dạ, giọng hát cũng ok. Ấm ha. Dạ. Bây giờ anh hỏi bạn trai nè, bạn cần tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Chỉ cần một người là biết nấu ăn. Người cao thì cao khoảng 1m57 trở lên là được rồi. Hiền lành. Giờ em có tật xấu gì, khuyết điểm gì, ưu điểm gì, nói cho bạn gái kia biết luôn. Em thì có một cái điểm chung giống bạn gái, đó là thích đi du lịch. Về tật xấu thì hay ngủ nướng. Cái này có vợ không sao, kêu vậy. Còn gì nữa? Ưu điểm thì thích chơi thể thao. Mày mốt rủ tập cô này đi với nha. Cô này là không có thích chơi thể thao, lười thể thao. Mẫu hình lý tưởng của em có thể giống một ai hay không? Mẫu hình lý tưởng của em thì giống chị Cát Tường. Qua liền. Tại là... qua liền. Qua coi liền. Tại em thích cái mã lúm đồng tiền của chị ấy. Khó kiếm lắm em, không đụng hàng lắm em. Dạ. Yeah. Mặt dễ thương quá ha. Đẹp trai mà. Ủa mà làm gì mà phải 3 tháng lấy vợ lẻ vậy? Dạ em ngôn lắm đó chị. Ngôn lắm hả? Dạ. Chừng nào đẻ con? Chắc lấy nhau vài tháng đẻ luôn. Chắc không? Chắc. Ông đứng lên xem vòng vòm thứ, vòng giống thứ được. Trời ngon. Ngon. Tướng ngon bên đàn trai khỏe re. Được, tại vì mình muốn kết hôn đẻ con liền mình phải nhìn trên dưới đồ coi sao chứ. Em trai khoe chứng nhận liền. Gì vậy? Khoe liền. Nhưng quá thì ngứa quá. Cãi thứ coi em, cãi thứ coi. Ngứa quá đó. Sao mà cái vụ chứng nhận này là sao vậy? Nhẫn này là phong thủy gì em đeo cho nó. Hộp màu vàng hả? Đeo cho nó chiếu chơi, lâu ngứa gãi chơi mà. Ừ. Mai có chiếc ngứa mượn cho may mắn đó chị, cho lấy được vợ á. Em. Dạ. Em có thích đàn ông hói không? Hói hả? Bạn cây cũ em cạo đầu luôn. Cạo đầu là khác mà hói là coi như hói quá cho nên cạo luôn. Cho nó không được gì đúng không? Không sao, anh này chưa có hói mà tương lai sẽ hói. Vậy hả? Dạ. Hói là mà hói. Em nữa, ít tóc chứ không phải hói. Ít tóc nè, là mai mốt hói với Linh gì đó. Hói bóng bóng gì, anh hói đâu. Dạ hỏi thiệt, còn có người mình có khuyết điểm gì nữa không? Nói thiệt đi. Khuyết điểm thì hơi giác trưởng tí. Thôi bỏ rồi đẹp. Giác trưởng mà... là sao? Ví dụ. Hay sai vặt. Là cái ngồi nằm chỉ tay năm ngón, chỉ em lấy giùm anh chai nước. Phải không? Dạ, kiểu rồi, em lấy anh bộ đồ đi tắm, đồ dạ, kiểu dạng vậy phải không? Nhưng mà em vào trong này em sống rồi học tập thì học cách người Sài Gòn nên cũng đỡ thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mai mốt lấy nhau về tiền ai giữ? Tiền giờ giữ. Chắc không? Được. Chắc không? Rồi vậy được rồi. Được. Mấy cái vụ hói bỏ qua hết. Có cái vụ tiền vợ giữ là được. Hói lắm hả chị? 10 năm nữa. Giống như anh Quyền Linh vậy đó. Hello. Dạ chào anh. Chào em. Anh này đẹp trai lắm. Bảo đảm em thấy là cái vụ hói cũng bỏ qua luôn. Tiền ảnh giữ cũng được. Anh cũng hiền, nhìn hiền lắm. Dạ, nhìn bảo, em thấy hiền không? Bảo đảm với em, nãy anh nói anh gia trưởng nha. Nhưng mà anh nhìn hai người anh đoán á, nửa về em gia trưởng hơn ảnh á. Trời, hy vọng vậy. Thiệt, anh này anh hiền, nhìn mặt cũng hơi dại gái chứ. Em thích trai nào dại gái không? Dễ sai đúng không? Dạ. Nay mình đi có ai đi theo ủng hộ không? Dạ, có mẹ với em gái. Dạ, chào cô. Mình là má của Hảo, Hảo là đứa con thứ nhì. Nói chung là cái chương trình này mình rất là thích vì nó có rất là có ý nghĩa, rất vui. Tại vì các bạn đã làm được một việc mà người trong cuộc chưa làm được, nghĩa là kết nối họ lại với nhau. Cũng rất mong là qua cái chương trình này là mình sẽ duy trì được nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa. Và để đó là cái cầu nối để cho những cái trái tim mà còn lang thang ở đâu đó chưa tìm được bãi đáp. Cảm ơn cô. Cuối cùng là cũng xin cảm ơn chương trình và các anh chị biên tập viên. Và cảm ơn tất cả các khán giả đã có mặt ở đây. Cô cảm giác cuộc nói chuyện nãy giờ thấy gọi là con trai, con rể lý tưởng của cô, tương lai cô thế nào ạ? Ngoại hình được. Mình thích cái ngoại hình này từ lâu rồi. Được rồi. Điểm cộng luôn. Hảo trước đây nó cũng có mấy người bạn, nhưng mà nói chung là cái nhìn đầu tiên là mình không có thích. Nhưng mà từ nãy giờ là thích cái ngoại hình này. Quê bác lại càng thích hơn. Tại vì mình rất thích đi về quê bác một lần, nhưng chưa có dịp nào để đi cả. Vậy để bữa nào con mời cô về nha cô. Rất sẵn lòng.
À, nếu mà được quen Hảo thì con xin chăm sóc tốt cho em. Dạ, cảm ơn cô. Còn bạn hôm nay đi với ai? Anh đi với một anh đồng nghiệp ạ. Lúc nãy giờ em ngồi đây thì em cũng nhìn rất là kỹ ở chỗ bạn, đối tượng của bạn em. Dạ. Thì em nhận xét cũng trên 90% là chắc chắn bạn em sẽ đồng ý. Tại vì cái mẫu hình lý tưởng này là bạn em đã theo đuổi rất lâu rồi. Bạn em rất là khó tính. Hồi xưa em rất là gia trưởng, nhưng mà do Sài Gòn được huấn luyện theo cái địa phương này, đâm ra là giờ cũng rất là dễ tính rồi. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Mình kéo màn lên, hai người gặp mặt rồi, chuẩn bị. Kéo màn lên. Kéo màn lên. Cảm nhận anh thế nào? Dạ, cũng đẹp trai. Tướng đá cũng ok. Dạ. Anh không biết tại sao cả. Đó, trước anh Huyền Linh chưa gãi gãi rồi. Nhưng mà anh thấy em rất là dễ thương. Dạ, ai cũng nói vậy. Em quan niệm như thế nào về tình yêu? Dạ, yêu thì phải quan tâm chia sẻ, phải thật lòng. Quan tâm chia sẻ, với hai nữa là phải sự chung thủy. Dạ, yeah, phải tôn trọng nhau nữa nha. Em hỏi anh gì đi. Có sợ anh gia trưởng không? Anh sai rồi đó, sợ không? Dạ, gia trưởng thì em không có thích. Cho nên là ai gia trưởng là em gia trưởng hơn. Bây giờ mình điều đình cái gặp mặt nhau rồi đó. Có cảm xúc với nhau rồi đó. Mình điều đình cái vụ ngày cưới thôi coi sao. Trao đổi thôi coi cái gì. 3 tháng, 6 tháng có mẹ ngồi đây, em ngồi đây nó luôn đi. Nếu có xác định rồi em khi nào em cưới được? Dạ em thấy ba má em quen nhau có 6 tháng là cưới rồi. Dạ. Mình một nửa được không? 3 tháng em thì nói chung là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng gì cũng không có quan trọng. Quan trọng là hiểu rồi á, thấy hợp rồi á, mà cảm thấy là ở được rồi đó, thì là cưới thôi chứ không quan trọng thời gian. Nhiều khi quen 2-3 năm, 1 tháng hay là 3-4 tháng mới gặp nhau một lần thì cũng có hiểu gì đâu mà cưới, kiểu vậy á. Nè, chứ mà em quan trọng chất lượng hơn là số lượng. Thì hôm nay gặp ở đây thì cho nhau cái duyên để mình tìm hiểu nhau thêm em ha. Dạ. Nào, chúng ta sẽ chuẩn bị. Các bạn suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ mình trao đổi với nhau rồi ha. Bấm nút hay là không bấm nút, quyền của các bạn. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hai bạn có thể nắm tay nhau để cảm nhận về nhau trong ngày trọng đại hôm nay. Đây là những chiếc vé xem phim. Mong rằng các bạn sẽ có thời gian thật là lãng mạn để tìm hiểu kỹ hơn. Và những lời nói ngày hôm nay chúng ta nhớ nha, trước mặt người lớn, trước mặt bao nhiêu người. Chúc các bạn sẽ có một tương lai. Hãy trưởng thành và biết lắng nghe rồi chia sẻ với người yêu của mình. Cái này thì chắc là có, chị nghĩ là có. Tại vì bên đó đã trải qua mối tình 3 năm và cũng đã chịu đựng, cũng đã lắng nghe, cũng đã xuống nước rất là nhiều rồi đó. Cho nên là chắc có kinh nghiệm rồi. Nhưng mà dạ, trưởng thành chưa? Dạ, tự đánh giá mình xem mình trưởng thành chưa. Thực ra là em, bản thân em nếu mà bảo là trưởng thành thì cũng không trưởng thành, mà bảo là con nít cũng không phải là con nít. Em kiểu là mình theo tình huống. Tại đôi lúc á, mình trưởng thành những việc cần thiết, còn những lúc mình phải con nít thì cái gia đình, cái không khí lúc nào nó mới vui nhộn được. Dạ, bộ nhõng nhẽo cho nó vui đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mẫu hình, có mẫu hình nào mà bên đó hướng tới không anh gái? Tức là cao thấp lùn hay là người ta nói giống là ai không? Người ta thích người cao hơn rồi. Nhưng mà có mẫu hình nào lý tưởng không? Tức là một cái người nào đó giống ai? Tức là em tưởng tượng em muốn có một người bạn trai giống ai? Giống Lee Min Ho hay là giống chú Quyền Linh hay là giống ai? Dạ thì giống Chân Thành ạ, tại vì em hâm mộ chú. Giống ai? Chân Thành. Chân Thành hả? Dạ. Giống Chân Thành. Mời giờ gái giới thiệu về mình cho nhà trai nghe cái coi nào. Dạ xin chào chị Ngọc Lan, xin chào chú Quyền Linh và xin chào bạn nam ạ. Em tên là Nguyễn Thị Minh Thúy, nghệ danh là Băng Băng. Năm nay em 22 tuổi và hiện tại đang là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật ạ. Nghệ danh Băng Băng hả? Nghệ dạ, danh Băng Băng tức là trời, mình đã có đi biểu diễn chưa mà mình có nghệ danh? Dạ, nghệ danh này là từ nhỏ của em tới lớn rồi. À, tức là tên ở nhà hay là sao? À, bạn bè biết qua từ lúc đi học từ năm lớp 6. À, vậy hả? Rồi thôi sơ sơ là vậy đó, giờ tới nhà trai đi. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Huỳnh Thanh Hiệp à. Em đang sống ở Sài Gòn và em sinh năm ngày 5 tháng 4, 95. Hiện tại thì hơi rung. Hiện tại thì hơi rung hả? Gái ta mạnh dạn, ta thoải mái lên. Hiện tại đang làm gì đây? Dạ, hiện tại thì em đang phụ giúp gia đình à. À,
Phụ gia đình cụ thể là làm gì? Dạ là em đang phụ, giống như em đang phụ ba mẹ làm, kiểu mình làm các công việc của ba mẹ, mình phụ giúp và mình làm công việc của ba mẹ. Thì ba mẹ làm là đang làm công việc cơ khí. À cơ khí, rồi. Hôm nay mình đội nón cho nó xì tai chút hay sao? Dạ không phải, hiện tại em đội nón là do có một chút xíu vấn đề riêng của em. Thì em cũng chia sẻ luôn là em có bị một chút xíu tai nạn nhỏ, thì hiện tại là em cần phải đội nón. À rồi. Dạ. À, đội nón cũng ngầu ha. Hiệp làm cơ khí quê đâu? Dạ quê con ở Long An. Long An, làm tại Long An luôn? Dạ hiện tại là nơi đây đang làm, nhưng mà dạng như là ở Sài Gòn á, và Long An kiểu như có xưởng ở dưới. À tức là xưởng ở đó nhưng mà mình có thể gọi là cung cấp bất kỳ nơi đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Long An là ở huyện nào? Dạ Long An ở xã Hòa Khánh Nam. Xã Hòa Khánh Nam là huyện nào? Trời đất, tao quyện nó quên luôn. Không nhớ luôn hả? Cần Giờ, Cần Đước, Cần Duộc, Đức Hòa, Đức Huệ, Tân An. Đức Hòa, Đức Huệ. Rồi. Đức Hòa. Ôi phải không ta? Đức Hòa. Phải Đức Hòa, Đức Huệ. Hả? Rồi. Hả? Nghe Đức Hòa quê mà mối kìa. Dạ đúng rồi. Dạ em từ từ để em rồi, em quên chữ luôn. Nhớ luôn kìa. Hồi đang chữ. Nhớ đi chút nữa, thí dụ mà Đức Hòa thì chị qua lần nữa. Ủa sao vậy chị? Quê ông nội chị ở Đức Hòa. À dạ. Chị chắc em nghĩ Đức Hòa quá. Trời dễ thương. Mối, biết cách nói giữ mối kìa. Biết cách giữ mối chứ sao. Thôi bây giờ mình về để mà mình nghe bên nhà gái của mình nè. Ok, bây giờ là coi như là có một vấn đề ở trên mái tóc ha. Dạ. Đội cho nó ấy, thực ra cái này chắc mọi người cũng hiểu. Vì lý do sức khỏe nha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của nhà gái sao nè? Về điểm mạnh của em thì chắc là nấu ăn, biết may đồ. Và đợt trước thì em có biết chơi bóng chuyền, nhưng mà xảy ra một tai nạn là gãy tay, nên là em đã nghỉ chơi bóng rồi. Mình gãy tay trong cái quá trình chơi bóng luôn hay sao? Dạ không, mà em bị tai nạn. Đi chạy xe tai nạn. Trời, dân bóng chuyền là phải cái cao dữ lắm á. Mà anh này thấy không có được cao lắm như dân bóng chuyền ha. Hồi đó chị cũng là chơi bóng chuyền. Dạ. Mà chị chơi được có 1 năm rồi cái chị không chơi nữa. Tại chị mệt á. Năm đó bóng chuyền đang suy thoái đó. Dạ không có chơi trong trường á chú. Lộn kêu bằng anh mà cứ chú hoài. Rồi bây giờ là anh chú gì quan trọng đó mà. Cái đó là điểm mạnh. Rồi còn điểm yếu của mình. Điểm yếu của em là hơi nhút nhát trước đám đông. Lại em sợ người khác mất lòng. À vậy hả? Chị thấy ở bên kia là nhút nhát hơn em luôn á, cho nên là em đừng lo, tự tin lên. Chắc là do em học ngành diễn viên á, nên là giờ nó đỡ hơn một xíu. Nhà trai sao? Điểm mạnh điểm yếu sao nè? Dạ, thì điểm mạnh của em là cũng biết nấu ăn, làm việc nhà, với lại em thích cười lắm, em hay cười nhiều. Hay cười đúng không? Dạ, kiểu như em biết chăm sóc mọi người. Gia đình hay mọi người xung quanh em cũng biết rất là biết chăm sóc và biết thể hiện cái làm trò vui cho nhà đình vui á. Vậy là tốt rồi. Dạ. Nhưng mà nhút nhát vậy sao làm trò vui cho người khác được? Dạ, ông ở nhà em khác. Ở nhà khác với bạn bè khác lắm à. À ra ngoài mình hơi nhút nhát, như về nhà cũng nhút nhát đúng không? Dạ không, ở ngoài đường luôn, chị ở đây hơn. Có tật xấu gì không? Dạ thì tật xấu của em thì hay quên. Dạ em bị hay quên với lại hơi hậu đậu một chút xíu. Kiểu mẹ dặn làm đó cái hay quên, cái em quên cái không làm luôn. Có vậy. Khi nào chở mẹ đi chợ rồi cái mẹ dặn đón mà cái quên luôn? Dạ bỏ có. Mẹ chợ luôn không? Có. Có không? Dạ có. Có luôn hả? Mẹ coi điện mày đáng đâu vậy? Con nói ủa con ở nhà nó mẹ đâu à? Mày đi chở đi đâu mày hỏi tao. Bắt tay một cái. Dạ. Ừ. Tại vì chị cũng đã từng quên bà vú của chị ở chợ lần rồi. Chở bà vú đi chợ xong rồi cái te đi về rồi cái nằm võng đu đưa rồi bà vú hỏi ủa con đang đâu, con đang nằm nhà nè, rồi con nhớ con quên gì không, con đâu quên gì đâu, cái bà vú bà kêu chứ mày quên tao ở chợ chứ ở đâu đó. Một cái vụ án mà chấn động luôn á. Quên bà vú ba lớn mà còn biết đường đi về, đừng có chở con đi đâu mà quên con nha. Tội nghiệp nhỏ nha, con sợ lắm, cho nên lúc nào đi ra đường với con của con là cũng có nhiều người đi theo. Phải buộc đứa nhỏ vô, có cái đồ buộc sau lưng rồi nè. Sao nói là mình hay làm cho người khác cười lắm hả? Dạ, đúng rồi, tại con em thích như vậy. Bây giờ chút nữa cái mình mở rào ra, mình làm cho bên kia cười đi, chứ thấy bên kia nãy giờ hơi rung rung, hơi nhát nhát á. Em thấy em rung hơn bạn đó nữa. Rung.
Rồi sao làm cho người ta cười cả ông nè? Em sẽ cố gắng. Rồi bây giờ mình đi qua bên kia, mình hỏi cái tình trường của bạn bên kia như thế nào nha. Sao? Bây giờ mình chia sẻ về cái tình trường của mình đi. Bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. Mối tình 1 thì được 1 năm. Thì nói chung là hai người cũng có xảy ra nhiều xích mích với nhau. Tại do là em muốn bạn tốt hơn, về ví dụ bạn bỏ hút thuốc. Với lại bạn cũng hồi đó là em quen năm 17 tuổi. Và bạn cũng hay đến nhau nữa. Nên là em muốn bạn tốt hơn. Nhưng mà càng về sau thì bạn lại không làm lại những cái điều đó. Và là xích mích nhiều. Nên là em đã chọn quyết định là cho mỗi người một lối đi riêng. Nói chung là cái mối tình cũng còn trẻ, cho nên là hai bạn không ai chịu nhường ai hết. Là vậy thôi hả? Có nhiêu đó thôi hả? Ba mối tình nhưng mà chưa có mối tình nào sâu sắc lắm. Dạ đúng Hiệp, rồi. Hiệp mấy mối tình Hiệp? Dạ em thì cũng 3 mối tình. Cũng 3 mối hả? Dạ. Mối dài nhất là mấy năm Hiệp? Dạ 3 năm. 3 năm. Nhưng cái mối đó sao chia tay? Bạn đó không trân trọng và tôn trọng em. Không trân trọng và không tôn trọng luôn. Dạ. Trời ơi. Nhưng mà mình có tôn trọng với trân trọng người ta không? Dạ có. Lúc nào em cũng là người xuống nước và xin lỗi trước hết. Không cần biết là lý do gì. Vậy đó hả? Dạ. Rồi thuyết phục không được. Dạ không phải là cái không. Em kiểu bạn đó không thay đổi. Em bảo bạn đó thay đổi, sửa đi. Tại em cũng vì bạn đó em thay đổi. Mà tại sao bạn đó không thay đổi vì em? Rồi không cùng cái quan điểm mà ha. Dạ. Rồi bây giờ thì Hiệp muốn người tình của mình như thế nào? Dạ em muốn bạn đó là thích cũng giống như em này, thích cười, vui vẻ, cũng hòa đồng. Đơn giản vậy đó hả? Dạ, với lại kiểu tại nói thì nói vậy nhưng mà khi mình tiếp xúc nhau mình mới biết được những cái điểm mạnh, điểm yếu của nhau như thế nào thôi. Có một cái hình mẫu lý tưởng nào không Hiệp? Dạ không ạ. Em quan trọng ở con tim và cảm xúc mình hơn. Cao thấp gì cũng được đúng không? Dạ. Xấu đẹp gì cũng được đúng không? Nếu mà nói xấu đẹp thì cũng phải ưa nhìn một chút chị ạ. Trời ơi, bên đây là con gái không ai xấu đâu. Bên đây nhìn một cái là ưa liền luôn á. Ưa không? Ưa lắm, ưa luôn. Bây giờ tiêu chí bên đó sao nè, coi nó giống nhà trai không nè. Dạ thì về ngoại hình thì bạn phải cao hơn em. Còn về tính cách thì bạn phải trưởng thành và biết lắng nghe rồi chia sẻ với người yêu của mình. Cái này thì chắc là có, chị nghĩ là có. Tại vì bên đó đã trải qua mối tình 3 năm. Và cũng đã chịu đựng, cũng đã lắng nghe, cũng đã xuống nước rất là nhiều rồi đó. Cho nên là chắc có kinh nghiệm rồi. Nhưng Hiệp trưởng thành chưa? Dạ thì... Tự đánh giá mình xem mình trưởng thành chưa? Thật ra là em, bản thân em nếu mà bảo là trưởng thành thì cũng không trưởng thành. Mà bảo là con nít cũng không gọi là con nít. Em kiểu là mình theo tình huống. Tại đôi lúc á, mình trưởng thành những việc cần thiết. Còn những lúc mình phải con nít thì cái gia đình, cái không khí lúc nào nó mới vui nhộn được. Giả bộ nhõng nhẽo cho nó vui đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mẫu hình... có mẫu hình nào mà bên đó hướng tới không anh gái? Tức là cao, thấp, lùn hay là người ta nói giống là ai không? Người ta thích người cao hơn rồi. Nhưng mà có mẫu hình nào lý tưởng không? Tức là một cái người nào đó giống ai? Tức là em tưởng tượng em muốn có một người bạn trai giống ai? Giống Lee Min Ho hay là giống chú Quyền Linh hay là giống ai? Dạ thì giống Chính Thành ạ. Tại vì em hâm mộ chú. Giống ai? Chính Thành. Trấn Thành hả? Dạ. Giống Trấn Thành. Trấn gì đây? Giống không? Bên kia giống Trấn Thành đúng không? Đây giống á. Đây cũng Trấn Hiệp à. Không giỡn đâu. Để tôi qua tôi coi nhà gái sao. Trời ơi. Xinh này nha. Dễ thương. Đã xinh nói hả? Rồi nhìn cái là ưa liền. Đúng rồi. Nè. Phải vui đúng không? Dạ. Phải Trấn Thành là phải vui đúng không? Dạ đúng rồi. Vui nhà vui cửa đúng không? Rồi nhà gái không thích điều gì ở đàn ông? Ghét đàn ông nhất là cái tật gì? Dạ keo kiệt ạ. Keo kiệt. Hiệp có keo kiệt không Hiệp? Dạ không anh ơi. Không có. Ghét gì nữa? Có ghét bị kiểm soát không? Dạ có. Có. Ghen. Có ghét ghen không? Dạ có luôn. Có ghen không? Em đúng chuyện, đúng lúc, đúng chỗ, không yên vậy. Vậy chứ nhà gái có ghen không mà ghét nhà trai ghen? Dạ, em thì cũng bình thường, kìa đúng lúc, đúng chỗ như bạn Nam vậy. Rồi, vậy hai đứa đúng lúc, đúng chỗ mới ghen. Mà đúng lúc, đúng chỗ là hoài luôn là mệt đó nha. Đấy, được rồi. Tiêu chí hai bên nghe hết rồi nha. Bây giờ mình hỏi người thân coi làm sao rồi, cái mình cho gặp mặt thôi. Đó. Em đi với ai? Dạ, em đi một mình thôi ạ.
À vậy hả? Dịch bệnh này nên đi mình ha, lẻ lẻ vậy đó. Dạ em cũng đi một mình luôn. Một rồi. Mình yên tâm, có ông Mai bà mối rồi. Khỏi lo, bây giờ hai đứa gặp nhau đi ha. Coi nói chuyện coi hợp tính tình sao, rồi tụi tôi tính cho. Đúng. Mở rào. Thoải mái lên nào Hiệp. Nào. Nhà gái thông cảm nha, nhà trai có bệnh là đồ nó ấm đầu. Dạ em có muốn, anh có muốn quà tặng em? Dạ em cảm ơn. Đứng đó Hiệp, đứng kế bên. Dạ em cũng có món quà tặng anh là này là sinh nhân hai mặt anh hùng. À, em mong anh là cũng sẽ mạnh mẽ như nó để bảo vệ người bình thường. À, anh cảm ơn em nhiều. Dạ. À, anh đứng đó kia. Mở món quà tặng em gái cái gì đó. À, em cứ mở thử đi. Là một cái móc khóa thôi. Em có nhìn như vậy em có biết ý nghĩa của món quà anh tặng như thế nào? Thực ra thì bản thân anh là tặng đồ hay quà đều có ý nghĩa hết. Thì món quà của anh tặng á là bên trong cái ba lô đó là anh tượng trưng là ba lô của tình yêu. Dạ. Nhưng mà ở trong ba lô nhỏ đó là sẽ có một cái móc khóa nhỏ nữa. Móc khóa đó là tượng trưng cho cái việc mà tình cảm của hai đứa mình á, anh sẽ khóa đàn tình cảm nó lại chỉ giữ yên riêng và em và anh thôi. Thì và hai đứa sẽ cố gắng để mình bước tiếp một đường dài hơn và tốt hơn như vậy nữa. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi ngồi xuống đây, hai đứa ngồi xuống đây. Đó, hai đứa trò chuyện với nhau đi. Không biết cảm nhận của em về anh như thế nào? Thì em khá thích cái giọng nói của anh, nghe rất ấm. Anh cảm ơn. Dạ. Còn gì nữa không? Em có thể nói anh nghe thêm được không? Về anh cũng được. Thấy body anh sao? Em không biết. Nó có giống như em tưởng tượng không? Dạ cũng 80%. Chết rồi. Mày đứng hình này chú Quyền Linh. Đứng hình hả? Rồi còn, kêu còn chú Quyền Linh giúp. Được rồi đó, bây giờ nè. Bây giờ hỏi coi bây giờ sở thích của em gái gì, mong muốn người chồng tương lai của em phải làm gì, hỏi đi. Dạ không biết anh, không biết em là cái sở thích của em nó như thế nào, xem mình cái sở thích của anh và em nó có giống nhau nhiều hay không. Anh thích chơi game không? Có. Dạ em rất thích chơi game. Hai đứa lấy nhau gì chơi game thì rồi biết. anh chơi thường xuyên, anh cũng hay chơi với bạn bè lắm. Dạ. Nếu mà tại vì cái ngành của em là theo đuổi là ngành diễn viên á, thì em sẽ tiếp xúc rất là nhiều người, trong đó có sẽ những bạn nam, thì không biết là anh có thông cảm chuyện đó không? Không sao cả, quan trọng là khi mình đã có cảm với nhau thì em phải tin tưởng em chứ. Tại bởi vì anh cũng sẽ có những mối quan hệ, cũng có những bạn, cũng có những cuộc xã giao như nọ, thì cũng sẽ có nam và nữ ấy. Thì anh tin ở em thì anh cũng muốn em ở tin ở anh. Với lại lúc nãy em có thấy anh để là hay quên á. Ví dụ như khi mà hai đứa tiến tới rồi sẽ có những cái ngày kỷ niệm hay cái gì đó thì anh có quên không? Những ngày kỷ niệm này nọ thì anh nghĩ là chắc không quên. Bởi vì những điều quan trọng thường anh sẽ lưu lại ghi cho một cuốn sổ của mình. Không có nói trước cái đó được nha. Thật sự cái đó là nói trước được đó. Ở trên sân khấu này nói cái gì là mai mốt xuống sân khấu là phải làm y chang như vậy nha, cho nên đừng có nói trước nha. Trai người ta hứa cái gì là chắc chắn mà mối ơi. Em được một cái là nói được làm được. Đúng rồi. Thật ra vậy nè, mấy cái chuyện mà những cái ngày kỷ niệm á, đối với chị á nha, thì lỡ mà bạn trai có quên á thì không sao đâu, bạn gái cứ nhắc đi. Không có sao, mấy cái đó nó cũng không có là quá quan trọng để mà chúng ta cứ phải chăm vào cái việc đó để mà bắt lỗi nhau. Có cái mẹo mình không nhắc mình nhờ ai nhắc đó. Đúng rồi. Giả bộ vu vơ đồ viết Facebook đồ là người ta nhớ à. Nhớ không? Em mai mốt mà ví dụ bên kia mà có quên á thì mình nhắc nhẹ chứ mình cũng đừng giận nghe không? Dạ.
Rồi bây giờ nè, bên kia đi làm tuốt ở Long An lận, rồi ví dụ hẹn hò với nhau rồi gặp nhau ở đâu, rồi thời gian bao lâu gặp nhau một lần? À không, chị em kiểu là chạy lên chạy xuống Long An với Sài Gòn liên tục. Kiểu vậy, em kiểu tại mẹ em ở trên Sài Gòn thì ba em thì kiểu ở dưới, em kiểu chạy lên chạy xuống đây cũng phải phụ giúp cho hai người. Kiểu là vậy, cho nên thì cái thời gian gặp thì em nghĩ là cũng dễ, có thể là do bạn người quyết định đi, tại bởi vì bạn đó còn việc học và những cái công việc hay gì đó riêng, thì em buổi sáng bạn đó cũng bận, em bận, thì tối thì có thể do bạn đó sắp xếp ngày nào rảnh thì cả hai có thể gặp nhau cũng được. À em dễ lắm. Rồi bây giờ hỏi thôi, khoảng bao nhiêu lâu thì em sẽ cho bên nhà trai bước tới? Hỏi đi. À, khoảng bao nhiêu lâu thì em sẽ cho anh bước đến gần em hơn? À, em nghĩ cái này là tùy vào hai đứa. Dạ. Là do cách nói chuyện của hai đứa có hợp với nhau không, hay là có cái gì điểm chung với nhau không thì lúc đó sẽ tới với nhau. Còn không thì mình có thể làm bạn. Anh hiểu rồi. À, sao ta? Rồi bây giờ mình thấy bạn gái thì sao? Có xinh đẹp giống như là mình tưởng tượng hay không? Tại em thì bạn khá là xinh, rất là dễ thương, nói chuyện cũng có duyên nữa. Tại em thích những người con gái có nụ cười đẹp, đó là điểm nhấn có thể thu hút em. Với lại em thấy bạn cũng khá là cười nhiều, em cũng thích những bạn cười nhiều nữa. Tại vì khi mình cười nhiều mình sẽ rất là tự tin bản thân của mình, cũng như em vậy nè. Ở bên đây chị cười cũng nhiều lắm nè. Dạ em thấy chị xinh mà. Được đó Hiệp. Dạ. Bây giờ được đó. Bây giờ Hiệp tới nắm tay bạn gái ha. Rồi nhìn mặt bạn gái rồi hát một câu gì đó, một đoạn nào đó, hay nói những lời yêu thương ngọt ngào nào đó. Thử tìm cái cảm giác coi cho nó giao lưu về cảm giác xíu đi Hiệp. Bước tới đi Hiệp. Em hát rồi mọi người về hết thì kể sao? Kệ nó, vui là chính mà, đôi khi mình hát dở nó là niềm vui của cả nhà luôn đó. Nào. Dạ ok. Đứng lên kìa. Thì anh xin phép nắm tay em nha. Dạ. Thấy thương không? Xin phép nắm tay luôn. Hai tay, nắm hai tay. Dạ. Đó, nhìn thẳng vô mắt nhau. Phải hát thiệt hả? Em phải hát thiệt hả? Hát đại đi, hát gì cũng được. Em ơi lâu đài tình ai đó, sáng trong ánh tim cầu xa. Cho nên cho dù ngàn năm qua, còn vững vương đôi hồn hoa. Hết nổi. Vui mà, vui mà. Này là hát vui nha mọi người, hát vui. Người ta là đang hát vui. Để đó. Cái nắm tay đi nào, giật cái nắm tay để cảm, bắt đầu mình cảm nhận cảm giác từ hai bên, dòng điện âm dương như thế nào nè. Em gái thấy sao? Em không biết nói sao hết. Thấy bàn tay anh ấm hay lạnh? Bàn tay anh đổ mồ hôi nhiều á. Trời ơi, đổ mồ hôi thì lau mồ hôi đi chứ trời. Chứ có đâu mà nắm cái tay người ta rồi đi ra. Tay có không, em đổ mồ hôi, em bị hồi hộp. Rồi, đây nè, cho mượn cái áo nè. Trời đất ơi. Rồi, xong, nắm vô. Rồi, cảm nhận lại nha, cái vụ mồ hôi mình quên đi. Anh kiểu tay bạn đó hơi lạnh. Nói tài gái mà mình, trái tim của mình với bạn gái thì em đang cảm thấy là hơi hồi hộp khi nắm tay bạn đó, với lại kiểu hơi run, kiểu mình hơi run, khá là hồi hộp khi em tiếp xúc với bạn đó, thì không biết thì em nghĩ như thế nào. Em run lắm ấy. Hiệp nói quan điểm hôn nhân gia đình cho mình, cho bạn gái nghe đi, và ngược lại nhìn thẳng mặt bạn gái, nói đừng có mắc cỡ gì hết trơn á. Dạ, quan điểm hôn nhân của anh á thì nó cũng đơn giản thôi. Thì thực ra quan điểm anh là vui, hiểu, thấu đáo, quan tâm, chia sẻ là đủ rồi. Đối với anh là như vậy là được. Với lại một điều nữa là hiếu thuận với cả hai vậy đó. Tại bởi vì anh thực sự đây, anh nghĩ em cũng sẽ rất là hiếu thuận ba mẹ. Anh cũng vậy, anh cũng rất là thương ba mẹ anh. Thì mong sau này anh cũng, nếu mà cả hai có hướng tới một cái gì đó xa hơn á, thì anh mong những cái điều đó nó vẫn sẽ tiếp tục mãi bền vững ở trong cái gia đình nhỏ và cả gia đình lớn của mình. Yeah. Bạn gái luôn. Sao thấy mai mốt mình lấy nhau rồi có muốn làm dâu không? Muốn ở chung với ba mẹ hay là muốn ở riêng hay sao thì mình nói quan điểm của mình ra. À,
thì em ở riêng hay ở chung cũng được. Nói chung là nếu mà hai đứa về chung một nhà thì quan điểm của em là mong là hai đứa sẽ hiểu nhau hơn, sẽ nhường nhịn nhau nhiều hơn. Dạ, nhường nhịn nhau nhiều hơn và sẽ hiểu cho công việc của mỗi người hơn. Cái đó em ghen vào lúc nào? Anh hỏi em thì ví dụ như những trường hợp mà có thể làm em ghen như thế nào thì em có thể nói anh biết đâu, để anh biết sau này kiểu như anh biết anh có thể tránh để làm em không vui những việc cái điều đó, chẳng hạn là như vậy. Chung là ai cũng có nhiều mối quan hệ, có bạn là con nữ giới nhưng mà đừng có thân mật quá là được rồi. Cái này thì em yên tâm. Dạ. Anh luôn giữ khoảng cách với lại tất cả mọi người, cả bạn bè hay gì của anh luôn có một khoảng cách nhất định. Vui, cười, giận hớt thì có, nhưng mà nhây thì có, nhưng mà kiểu mà sáp sáp lại quá thì chắc không. Rồi, về chỗ đi, được rồi đó. Thiệt, nào. Bên nhà trai là đứng hình rồi đó ha. Thiệt đã nói như thế. Bây giờ quan trọng là nhà gái có tạo cơ hội cho nhà trai kết nối đến với mình hay không. Riêng nhà gái á, thì nhà gái rất là thích một cái câu nói của bạn này. Đó là anh rất là thương ba mẹ. Mà anh cũng nhìn thấy em cũng là một người rất là kính hiếu với ba mẹ, cho nên anh tin một điều rằng là hả? Sao? Tôi với bà bàn cái con. Sao? Tôi nói chung là tôi thích bạn này đó. Tôi cũng thích bạn đó. Tôi thấy bạn này chân thành, có hiếu với cha mẹ là thấy được rồi. Bên đó cũng chân thật á. Đúng rồi. Run quá, chân thật quá nên run quá ít nói. Như đàn trai bước tới bà gả luôn. Gả, cái này là gả liền. Gả liền đúng không? Ngon. Ngon, cái này là gả liền. Cái nhà trai tôi chịu rồi đó. Đó. Mà giờ không biết đôi trẻ nó làm sao. Đúng rồi. Thôi để đôi trẻ nó quyết định bằng chính trái tim của mấy đứa nhỏ đi ha. Đúng. Rồi. Bây giờ hai đứa nhỏ để tay vào nút bấm. Bên trái nè Hiệp. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ và quyết định bằng chính trái tim của mình. 1 2 3 Chúc mừng. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau đi nào. Đó, đẹp đôi mặt lắm. Mặt ông vui ra mặt luôn. Lúc nào cũng cười, bên em kia lúc nào cũng cười. Bây giờ hai người cùng cười. Và hai cái nụ cười này nó sẽ kết nối với nhau. Nó cười hoài lên cả cuộc đời luôn, được không? Dạ được. Được ha. Cho dù phong ba bão tố, cho dù có những gì khó khăn, hãy ngồi lại với nói chuyện với nhau để chúng ta cùng cười, cùng nắm chặt tay nhau để vượt qua giông bão của cuộc sống nha. Dạ. Cảm giác của Hiệp giờ sao nè, nói cho bạn gái biết đi. Thì như nãy nói em vẫn còn hồi hộp. Hồi hộp ha. Dạ, với hơi luôn vẫn chưa hết. Bây mà giờ... có cảm thấy vui không khi mà bên đây bấm nút? Dạ, cái lúc có. Mà chờ á, có sợ không? Dạ, em tin vào trực giác với con tim mình. Cho nên em nghĩ bạn sẽ bấm. Tự tin nè, như vậy là tốt. Ba mẹ của bạn gái đang theo dõi đó, coi như cái màn hình đó đó. Mình xin phép hai bác cho con... quen được làm quen với nhau, tìm hiểu nhau và con hứa cái gì với nhà gái đó, nói đi. Dạ, cho con phép, con chào hai bác trước à. Thì đây thì xin phép hai bác có thể cho con quen bạn và con sẽ cố gắng để luôn làm cho bạn đó vui và hạnh phúc và lúc nào bạn đó cũng sẽ cười hơn là gơi những lọc giọt lệ à. Hay quá. Dạ, mình nói cái gì đi. Thấy an lòng chưa? Em run quá, em không biết nói gì hết. Bạn gái cũng rất là e thẹn, mắc cỡ. Thôi thì hai đứa cố gắng dìu dắt nhau nha. Tìm hiểu nhau và thông báo tin vui một ngày sớm nhất cho chương trình được biết nha. Mà nhớ nha, cái gì hứa trên sân khấu này là phải làm đó, chứ không phải hứa suông đâu. Mẹ ta nói rồi. Em có con sổ. Yên tâm đi. Lâu lâu ta hơi quên thôi. Quên nhắc. Quên thì nhắc. Vậy tôi thôi. Nhắc cho. Thôi,